Xin chào các bạn, mình là Thế Anh đến từ cộng đồng Thế Anh NDA. Cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án iRobot, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Doreo. Tham gia vào dự án hôm nay thì bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video. Sau đó các bạn nút start chatbot. Tiếp theo chúng ta mở các kênh mạng số ở đây. Ta join tiếp kênh channel này. Các bạn cứ mở hết tất cả kênh mạng xã hội ra, em đi hướng dẫn các bạn nhé. Đối với các kênh Telegram, ta cứ vậy, ta join thôi. Các bạn tập làm quen đi. Mình biết là ở trên kênh nhiều người mới không theo kịp mình, nhưng mà các bạn tập làm như mình thì sẽ rất là nhanh. Ta join tiếp vào kênh group Telegram, ở nút check nhé. Chọn join group nè. Ok. Telegram mình nó hơi lỗi, tí mình phải thu nhỏ màn hình lại một chút. Rồi chúng ta nói xong mít đi tên. Chọn đôn nè. Follow Twitter. Đây mình sẽ tiến hành follow này. Live retweet. Live retweet. Ấn vào phần profile. Phần này thì chúng ta copy phần profile nha. Biết đây. Rồi bây giờ mình sẽ được cho vào các kênh mạng xã hội tiếp theo. Discord này. Ok, chúng ta copy username Discord page đây. Ok, ta nói avatar vào kênh của bạn, copy phần profile. Nhiệm vụ ở trên YouTube chưa xong hết đâu. Bây giờ chúng ta sẽ làm này. Bây giờ các bạn tìm được một cái video mới nhất này, chúng ta tiến hành like, nút chia sẻ, nút Twitter, nút tweet nha. Xong nha, được chưa? Rồi. Các bạn cũng nhớ follow luôn, follow kênh mạng xã hội. Rồi Twitter ở đây chúng ta tiến hành like này. Các bạn nhớ follow kênh CryptoTown trước, chúng ta copy username CryptoTown này. Chúng ta vào chọn Close Tweet. Đừng phân comment, root tweet. Ở profiling chúng ta copy chúng ta lấy địa chỉ ví các bạn dùng ví ETH ở trên chất con hát hoặc MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH xong quay trở lại page vào, chọn đôn nào, retweet link, chúng ta chọn phần thời gian bài đăng này, sorry anh em, chúng ta sẽ lấy cái bài đăng có kênh YouTube tha, ấn phần thời gian bài đăng, sao chép phần link này, page phần link phía dưới đây. Ok, vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong video chia sẻ về dự án Digoreo. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.